Thì bà con có đề code của mấy dòng D nè, từ D12 trở lên nha. Tất cả đều xài được từ D12 trở lên. Đây đề code, khổ thằng Tuấn Bình bà ổng mất công mà con để chừng nào đề cũng chạy hết trơn. Chỉ cần lên code lần thôi. Dùng động cơ từ D từ 12 trở lên là xài vô tư bà con ơi. Không tốn bình luôn. Gắn là xài hoài luôn. Đẹp. Để cốt cho con dành cho động cơ D từ 12 ngựa trở lên cũng rẻ bà con ơi, khỏi tốn bình tốn bọng rồi mất công quay nó nhẹ. Nó đối với dòng D mà từ 15 16 ngựa lên nó nặng quay lắm, có đề này khỏe nè, đi nửa chừng vô ruộng đồng là hết bình không sao nữa, đỡ hư bình lắm bà con. Bà con nào có nhu cầu alo 0886356707. Đề cốt của động cơ diesel 12 ngựa trở lên nha, động cơ D đó, D12 trở lên. Tất cả dòng thì xài được. Đây là decode.